Thúy Hà, đơn vị Thanh Hóa, Trạm Cờ Đỏ, gặp vận động viên Hồ Thị Thảo, đơn vị Nghệ An, Trạm Cờ Xanh. Sau trận đấu này, mời hai vận động viên Lê Thị Thủy Trang, đơn vị Nghệ An và vận động viên Triệu Thị Tiên, đơn vị Hà Nội chuẩn bị. Mời các vận động viên vào sân tập. Xin công bố kết quả trận thi đấu vừa qua. Vận động viên Phạm